Hi, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Hôm nay thì em Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục chương trình những chiếc xe vừa lằng nhằng vừa khù khoằm mà hàng độc hàng hiếm luôn các bác nhé. Trước mắt quý vị các bạn đang là một chiếc xe màu bạc cực kỳ đẹp luôn. Vâng, một mẫu xe thương hiệu đến từ Đức, hệ thống an toàn hàng đầu châu Âu với tốc độ có thể lên đến hơn 200 km/h mà không vấn đề gì. Trợ lực lái, tay lái cực kỳ chất luôn. Và đây là một dòng xe phải nói là người ta đẳng cấp như BMW. Vâng, BMW 325i sản xuất năm 2004. Một chiếc xe phải nói là đúng là rất là hiếm trên thị trường Việt Nam. Đây là một chiếc xe mang biển số 24A17836 các bác nhé. Chiếc xe này chính tên chính chủ biển số thành phố Lào Cai luôn các bác ạ. Và chiếc xe này thì thưa quý vị các bạn là độ độc có cực kỳ luôn. Với lớp sơn của xe thì gần như là phải nói là quá là tuyệt rồi. Thế còn nội thất bên trong xe thì là sử dụng nội thất ghế da bò xịn sò. Đây là một chiếc xe sản xuất năm 2004 với cỗ máy xăng 2.5. Về phần nhiên liệu thì các bác đừng để ý mà các bác hãy để ý được độ đầm chắc của xe. Vâng, những mẫu xe thương hiệu đến từ châu Âu ạ, độ đầm chắc nó rất là cao luôn. An toàn. Khi các bác đi đường cao tốc ạ, các bác đóng cao tốc thì xe không có hiện tượng tròng trành mà xe đi rất là chìm và đầm. Thế nên là các bác đi cao tốc thì các bác đi thực sự là phải nói là thoải mái. Còn đi trong đường nội đô đấy ạ, thì lúc nào xe cũng có một tư thế chồm gầm lên các bác nhá. Nên là phải nói là vẻ thể thao cũng như là cái độ khỏe khoắn của xe thì có thừa. Một chiếc xe tuyệt vời. Đấy, form xe này cực kỳ đẹp luôn với hai hốc gió đặc trưng của dòng BMW. Và đặc biệt đây là một chiếc xe mà có hốc gió cánh màu rất là tuyệt vời luôn. Hệ thống đèn bi cầu projector nha các bác nhá. Thế hệ đầu. Đấy, 2004 mà trông cứ như cái kiểu là 2021 đấy các bác ạ. Vâng, form xe thì tuyệt vời rồi. Thế còn về chất xe thì các bác cứ yên tâm rằng là máy thì đảm bảo cho các bác là cam kết là không có đâm đụng, không ngập nước. Máy số thì chạy cực mượt và được bảo dưỡng bảo trì định kỳ thường xuyên. Đây là một chiếc xe của đại gia ở thành phố Lào Cai các bác nhá, chứ không phải là thường dân áo vải gì đâu. Bác ấy mua vì chiếc xe này thực sự phải nói là nó giữ gìn quá là cẩn thận luôn. Thế nên là bác ấy sử dụng cũng khá là lâu rồi. La dương đúc 5 chấu thể thao, 4 bánh phanh đĩa ABS an toàn, gầm cao máy thoáng. Vâng, dòng xe này thì thưa quý vị các bạn là gầm nó cao nhỉnh hơn một chút so với các cái dòng 320i hoặc là 318i nha các bác nhá. Vâng, thế còn gương thì gương hơi nhỏ một chút. Cái này thì đúng là điểm chung của dòng BMW rồi, không tránh được ạ. Vâng, vì thiết kế tổng thể hài hòa của xe, các bác có thể nhìn tôn vỏ của xe rất là đều luôn, không hề có lỗi lầm. Thực sự là với một chiếc xe mà giá tiền chỉ có 179 triệu đồng, người ta bảo nhô 100 mà dưới 200 đấy ạ. Thì đây là một chiếc xe phải đáng thực sự là các bác nên lựa chọn ạ. Vì tại sao? Vì đây là một chiếc xe thương hiệu đến từ Đức, độ đầm chắc này cũng như độ an toàn của xe thì được thiết kế cực kỳ cao. Khung gầm bệ của xe thì là dòng này là sử dụng khung gầm bệ của xe tải nhá. Thế nên là khi mà các bác đi đường ấy thì nói chung là va quẹt nó sẽ rất là cứng. Thế còn rất là an toàn cho người ngồi bên trong. Thế còn về tôn sơn si thì các bác nhìn này, không hề có một vết vậy, người ta lượn sóng ở thân luôn. Đấy, kính của xe thì rất là đẹp và zin cả xe nhé các bác nhá. Đấy, động cơ máy 2.5, mức tiêu thụ nhiên liệu thì đúng là cái này cần phải bàn. 10 lít trên 100 cây, có thể đến 12 lít. Thế nhưng mà đương nhiên là nó lại phụ thuộc vào cái độ an toàn cũng như là tính đầm chắc. Các bác muốn đầm chắc thì chắc chắn là xe phải nặng rồi. Thế nên là với cỗ máy 2.5 thì mới có thể tải được một cái chiếc xe mà khối lượng hơn 1 tấn 7 này như thế này. Đấy, thế còn khối động cơ thì nó cách hoàn toàn so với khoang máy nhé các bác nhé. Nên là khi mà động cơ chạy ấy, tiếng ồn vọng vào trong khoang thì rất là ít luôn. Đấy, được thiết kế phải nói đúng là châu Âu, đẳng cấp châu Âu đến bây giờ thì theo thiết kế của Việt Nam nhiều con không thể bằng. Đấy, thế còn về nội thất bên trong xe thì các bác có thể nhìn cùng em Vũ Duy Auto. Nội thất bên trong xe thì nó sẽ như thế nào? Đây các bác nhìn này, nội thất bên trong này. Đấy, các bác nhìn chưa? Ghế da bò xịn sò nhá, màu da bò này, kết hợp với phần tapi thì ốp gỗ phang bóng nhá các bác nhá. Và con này thì có đèn auto, đèn auto, rồi trần này các bác nhỉ, trần đen đấy các bác nhá, đúng phong cách form của xe luôn. Và ghế da bò thì vẫn còn rất là đẹp và nét. Đấy, ghế da cực kỳ xịn sò luôn, nội thất phải nói là thực sự là tươi mới. Và đảm bảo các bác nào mà đến xem xe thì chắc chắn là các bác sẽ không thể chê được chiếc xe này một điểm nào. Vô lăng cũng vậy, vô lăng cực kỳ mượt luôn và nó không hề có lì nhá, và nó vẫn còn nguyên sần. Lăn bánh thì được có nhô chục vạn, các bác bỏ 2004 mà lăn bánh nhô chục vạn thì như thế nào. Còn ghế thì chỉnh điện này, đấy, ghế chỉnh điện đàng hoàng, ghế nhớ 3 vị trí, keo chỉ zin. Các bác yên tâm, con này zin keo chỉ hoàn toàn. Đấy,
tìm ra lỗi cho xe luôn. Vâng, một chiếc xe của đại gia mà, nên người ta chăm chút rất là cẩn thận, và đặc biệt khâu mua cũng đã là rất là kỹ tính rồi. Đấy, thế còn phần cánh cửa sau này các bác nhìn này, cửa sau này mở này, rất nhẹ nhàng luôn nhá. Và cái dòng này cửa nó đóng rất chắc và dạng như kiểu cửa hít đấy ạ. Cửa dày chắc chắn. Đấy, tapi này sạch. Thường thường thì dòng này sẽ có 325i nhưng mà nó lại có nhiều bản các bác ạ. Vâng, có bản thì có nhiều túi khí, nhưng con này thì nó có trên 6 túi khí thôi chứ nó không có túi khí option. Còn đây các bác nhìn này, có cả rèm che nắng này, rồi đèn sát cột nhá, đèn cột C này. Đấy, rồi các bác nhìn này. Đấy, tapi này, ốp gỗ vẫn còn rất là mượt luôn, nuột luôn đấy các bác ạ. Vô lăng thì đẹp và sạch sẽ, không có lỗi lầm. Cần số này vẫn còn bóng. Đấy, cần số đây các bác nhìn, rất bóng luôn. Và nội thất này, đấy các bác nhìn này, đồng hồ hiển thị số nha các bác nhá. Vâng, đồng hồ hiển thị số rất rõ ràng, chưa cái đời 2004 nó thể hiện điện tử. Với cái số tiền các bác bỏ ra chỉ có 179 triệu đồng thôi ạ, thì thực sự đây là một chiếc xe nên mua. Một chiếc xe các bác nên mua. Vâng, vì tại sao? Vì nó an toàn, rất là an toàn luôn. Và đẳng cấp thương hiệu châu Âu thì đi ra ngoài đường ai cũng phải ngoái nhìn rồi. Đấy, thế còn sườn ốp đấy, các bác nhìn kỹ nhá, sườn ốp ấy cực kỳ đều luôn. Và nóc này, đấy các bác nhìn nóc đều này. Đấy, rồi cánh này, đấy cửa mở nhá, chống trước các thứ đầy đủ luôn. Và keo chỉ này, đấy các bác nhìn chỉ nuột luôn nhá. Tapi da bò này. Đấy, hàng cao cấp đấy các bác ạ. Vâng. Đấy, thế còn cột này, đinh hàn này vẫn còn ngon nguyên. Vâng, đây là một dòng xe rất là được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Và bản 325i á, máy của nó rất là bền luôn các bác nhé. Nói là máy to thì thực sự là máy quá là bền luôn. Các bác đi cái dòng này thì nói thật là nồi đồng cối đá, còn lâu mới biết hỏng là gì. Và đặc biệt là chiếc xe mà chủ giữ như thế này thì quá là ok rồi. Đấy, thế còn phần phía cánh trên thì sao? Các bác có thể nhìn là cánh trên này, đảm bảo cho các bác là cả xe của em thì đinh hàn nó còn nguyên nhá. Vâng, đinh hàn còn nguyên. Và xe thì bây giờ là hiện nay là đang ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh các bác nhá. Vâng, em chủ đang nhờ bán ạ. Vâng, ghế bên này cũng là chỉnh điện này. Đấy, ghế chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Tapi này, sạch sẽ, túi khí còn nguyên. Con này túi khí còn nguyên. Cửa gió điều hòa cả vùng trước vùng sau. Rồi điều hòa auto chia gió rõ ràng. Đấy, kính này, đây là những cái nút nâng hạ kính này. Đấy, còn đồng hồ hiển thị đây. Đấy, đồng hồ hiển thị số, cruise control đầy đủ. Vâng. Nội thất ghế da bò của chiếc xe này thì phải nói thực sự là quá là đẹp rồi. Đấy, cũng không thể chê được cái gì nữa. Riêng con này da bò em đánh giá 9 điểm luôn về chất lượng của da bò. Còn về sơn si tôn vỏ thì các bác không cần phải nghĩ gì luôn, đã xì tút xì tát hết rồi. Vâng, dòng xe này một dòng xe cực kỳ kén khách, nhưng mà tại Vũ Duy Auto, vâng, một người chuyên buôn những dòng xe phù khoảm, thì em thực sự là tự tin với chất lượng của chiếc xe này. Còn các bác nào yêu thích thì mời các bác đến Hạ Long, Quảng Ninh, hoặc các bác có thể là gọi điện cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869 158 926, đặt cọc tiền và em sẽ vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Vâng, giao dịch toàn quốc luôn cho các bác, kể cả trong thời Covid này, đảm bảo làm sao cho các bác không phải đi lại nhiều và các bác thực sự là có được cho mình chiếc xe tuyệt vời. Vâng, Vũ Duy Auto xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. 325i xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.